Hello cả nhà nhá. Đấy, lâu ngày rồi, cũng phải chục ngày hơn chục ngày, hôm nay Biển lại ra quán bà họ đây làm video tại tiết canh đồng lợi. Hello cho cả nhà. Đấy. Đấy. Hôm nay này ra đây. Nấu hổi vừa ăn vừa thổi. Chào cả nhà. Nấu hổi đấy. Em sợ. Dạ, hôm nay ra sớm. Cũng không biết các bạn nào mà lâu lắm lại lâu rồi lại nhớ quán tiết canh bà tươi. Thế hôm nay mình ra mình làm đây. Đấy, cả nhà nhá. Này mình lại ra mình làm ở đây, còn thường thường cái chồng này mình hay làm cái món ăn ở nhà, đâm ra là mình ít ra ngoài này. Hôm nay mình lại làm cái nếp này đây. Cũng một bạn comment ở cái vừa rồi bảo là nhớ bà tươi rồi. Hôm nay chưa thấy ra làm mà vào đây hôm nay mình làm đây. Không thể ăn sáng nó không thể thiếu được tiết canh này. Đây, tay Biển đánh vừa, mình không có ai quay cả nhà. Không ai quay tự mình ấy xong mình băm bổ mình chia bổ mình rửa bổ sạch sẽ xong rồi mình treo lên đây. Ba đĩa mình rửa hết rồi, nước nuôi mình chia sẻ và mình dừng máy để mình pha chế nhé cả nhà nhé. Cởi khẩu trang nè. Đầu bếp Xuân, mọi người đầu bếp Xuân à, sướng. Cho nó nguội nguội, nóng quá, nước nóng, một đầu nguội. Sao mà? Móng tay đấy. Chú Xuân nhìn, anh mà học anh tiết canh này. Rất đơn giản thế này. Ủa nó mấy xỉa nhỉ? Ba. 1 2 3. Ui đẹp, thế đồ đẹp. 4. Đánh một nước một tiết cho cả nhà nha. Đấy cứ thế mà làm. Mình không phải dạy, mình không phải là chia sẻ. Có nghĩa là đấy, nhiều bạn cứ bảo là sao đánh đông nó cứng như này hả? Có thế thôi. Nhưng mà đấy nó cũng do tay, nó rõ ràng là như kiểu cắt tiết vịt. Nó ngọt. Chú Xuân chú Quyền chú hãm thì được, nhưng mình lại hãm nó kém như đấy, ngọt ngào. Đấy, nó cứ thế thôi cả nhà, cứ một nước một tiết. Đây này, đánh vào đánh phải cắt các em con cháu đứng. Đứng xem học. Khổ quá. 1 2 3. Cứ thế nhá cả nhà nhá, cứ thế vào cứ thế thôi. 1 bà đấy cứ thế thôi nhá, còn cứ thế là mình khoáng nhá cả nhà đấy, nó theo đúng kế hoạch này như thế. Đấy, mời cả nhà nhá, ăn sáng với này anh em chú cháu mình nó mát mẻ thằng người. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Hôm nay lâu lắm mới được ngày tập trung này. Cái đầu hết đi. Hết à? Wow, tuyệt vời. Ôi giời ơi, sướng đời ta điền. Uống chậm thế. Dùng hết màn hình. Rồi nhỏ gấp cả nhà ơi, bốc vào đây. A nó xô vào, của cả nhà. Đoạn này sướng quá. Đoạn một nửa đời. Hôm nay gom được từng này người đi ăn này, nó là cao thủ võ lâm lắm rồi này. Đấy. Ngon quá. Không biết lại từ đến chưa có làm cho mình được cái video nào nữa, không có điều quan trọng đấy. Ăn xong bây giờ nói như là ông toàn thanh niên thôi, tí nữa xong là nủ về ngủ tối ông già hết. Đấy. Đấy, cả nhà này. Tiết canh nhá, là Biển đánh nhá. Đấy là cứ gì thế này. Nó nóng. Đồng cứng luôn. Đấy. Tuyệt vời mà trời. Đấy nòng già. Nòng già, nòng non dạ dày đấy. Đấy. Em nòng cái dạ dày. Cặp ba cặp bốn miếng mà ăn nó mới đã. Sức đời ta liền được. Kẹp díp hết. Đánh phải cặp díp sắp đôi sắp ba mà. Nhai nó phải cong răng nhai mạnh hùng hồn nó mới sướng. Đấy. Ăn uống là nhỏ nhẹ là mất hết hình ảnh. Con cháu nó giới thiệu. Đấy, phải đi đâu mà có được cái đệ này đi. Đệ này thì bọn này nó trẻ này nó mới tức đây là nó chỉ là chân sót rượu là tốt thôi. Còn nấu nướng là chưa biết nấu. Ui giời, đoạn cuối nó ngon. Ngon không? Sướng làm sao? Mười năm thân chẳng có gì nướng bẻ sẽ giống như chú Sơn bảo là ui nướng ăn được không? Quá được. Còn mỗi cái 4 lít bia ông nội ạ, say quá đâu ra tao say quá mà 4 lít thôi mà say. Ồ, 4 lít hôm qua mà tao cực kỳ là say luôn. Uống thì uống đỡ cho ông Hải, bia nó bảo là không thích. Ông này ông đi làm về ông nóng, ông cứ khoái bia cho nó mát. Đâm ra là mình say quá. Giết mình. Mà được lắm rồi ông chú. Bia ngon. Bia ngon. Dạ dày sợ tan. Mình uống cho cụ quái nè.
Đấy, hôm nay có tỏi cả. Không có nạc. Chanh. Rau thơm rau dốc cả nhà đấy, đủ các loại, các kiểu con đà điểu. Cái canh này nạc đẹp quá. Những bốc vác nó mạnh vào. Thò mẹ tay nhón đi giúp về ăn bốc kẹp 3 kẹp 4 rồi nhai nó hầm bố. Anh em mình sống chung cái này. Thôi, tí nữa về còn nghiên cứu sầu riêng. Quả sầu riêng này là quả sầu riêng này rơi, quả sầu riêng này, quả này nó rơi đầu mới đau này cả nhà. Thế đây. Quả sầu riêng. Úi giời ơi. Kinh người. Đã đời thằng ta điển. Bọn dân đen này ngày xưa mà bọn dân đen này cứ được bữa ăn no là sướng đời. Sướng đời ta điển cái câu nói của mình nó đuổi đi sâu vào lòng người từ thời kiểu nó mang tính chất từ hôm mang từ nó năm 45. Mình nghe cái đời đấy mình bé nghe cái ông ấy nói mình là ông nói ông phân tích luôn mà đúng là nó ấn tượng vào cái đầu. Ông mà người cái nước nó khổ sở đói làm con ở con xe người ta nó làm quần nuôi ra đáng được bữa ăn ngon sướng đời thằng da đen. Không nói đúng, không nói bất hủ thật ông Sắn ạ. Phi xong điệu sao đến được. Bốc đi các bố ơi, bốc mạnh lên các bố già bố trẻ, bốc tập trung bốc mạnh vào. Ăn đi đó, ăn mẹ à? Ăn mẹ bốc ba nó ăn mẹ ăn nhỉ. Thật. Ăn uống rồi, bốc nó. Đúng rồi. Ăn như kiểu xé thịt rắn cầm hôm qua ăn rắn nướng tôi biết kiểu ăn là Xuân ạ. Cầm cái miếng dài nó xé dọc nó sớ như sớ mực xào hạt nó vát rồi hai bên nó ra chấm quan muối ớt vậy sướng đời ta điển mẹ nữa mà hôm nào cho Xuân xem nó nhìn thì biết cái cách bác Biển ăn rắn nướng được sướng đời. Trời ơi bỏ ra làm gì phải bát tốn hết cái 4-5 ông ăn một bàn bát đĩa này ông Sắn nhìn thấy ông ốm hết cả người. Ông ngoài nhìn mấy thằng ăn bàn bát đĩa này khổ lắm. Đấy. Ăn xong còn mở người mẫu cho mình xem cái này. Kia. Riêng tây kìa đấy, cháu nó chơi quả riêng tây nó đánh nén núp rồi mà dần dần nó học. Nó học các cậu các chú đánh nén này. Cho nghe này. Đọc bằng mặt hả không? Bục mạnh vào ăn uống quăng quật là mới sướng đời được. Nếu mà gắp cả những mỏi cây quá, lấy cây nhọn. Ủa, có miếng dạ dày là quyền này, tản hết à? Tản hết. Thế, một miếng dạ dày, một miếng lòng non. Kẹp díp. Kẹp díp luôn, mời cả nhà. Thì ra mới được công mời cả nhà nhé. Quánh phải sắp đôi cả nhà này. Cái đoạn này nó ngon, đoạn này nó dày. Tinh vào. Ừ. Ăn thế mới sướng. Bảy bát đĩa là thế để cho ông Sắn ông có cái điều kiện ông rửa được nồng lắm ơi. Nồng lắm ông không. Chào các bạn Hiền. Chào bạn Hiền về làm chén đấy. Cũng không phải nửa tháng nay cả nhà mình mới ra làm cái clip. Lại hôm qua là các bạn nào bảo là lâu lắm rồi nhớ quán bà tươi ra làm đấy, hôm nay mình làm đấy nha cả nhà nha. Đấy mình những cái việc này thì mình làm được, nó đơn giản. Là gọi anh em ra đây còn thường là nếu mà khua được từng này anh em đi ăn sáng hơi hiếm. Kiếp hôm nay lâu lắm mới gặp được các anh em ra uống cũng bấu nhỉ. Bắt lắc đấy. Lắc, gắn kết tình cảm tình làng nghĩa xóm được đấy, nó phải thế. Tuyệt vời ông mặt trời. Bà tươi ra làm cốc không? Nước ngọt cơ thôi. Thôi nước ngọt thì chịu, đã béo được đi uống nước ngọt này. Béo người ta phải ăn cái khác thì béo đi uống nước ngọt. Còn nâu mới ngã, mẹ con chó nó chặn ngang đường của tao đó. Bóng gần khói rồi.
cho số nhỏ nhỏ nó đang quay video nó ù. Rồi. Dòng thơm bốc như đút đó này. Cái của anh để gì nữa rồi hãy quay cho khác, có thể dùng để live stream, ngồi trực tuyến. Đúng rồi, uống đây, nói sai nói đúng thì uống đây. Không biết thì đang im rồi cứ đi tham gia, uống đây. Ui thôi cho chú tha một cái đi. Nung ninh rồi. Nung ninh. Thằng cháu đéo được rồi, không để cho chú thoát cái nào. Từ đấy ra bỏ mấy cái rồi đấy. Úi giời ơi. Mát mẹ thằng người. Sáng trà trưa. Nồng ngon tiết đẹp. Nồng ngon tiết đẹp. Nồng ngon tiết đẹp. Được rồi. Thằng nào khô là phải dìm cắm gắp đũa là phải gắp xuống thật sâu dưới đáy bát ấy. Nổi là chỉ có lòng già thôi. Cho nên ăn uống cái ngoài kém lắm. Ngày xưa ta đi làm nha, nếu muốn ăn thịt chả là phải gắp cái đôi đũa nó chọc thật sâu xuống đáy bát là thịt chả nó chìm ở dưới đáy. Đấy. Ừ. Cho nên là nếu ăn tôm nữa, ăn tôm cứ lấy dâu gắp dâu là con đấy là tôm to. Nhưng mà dạ dày nó dạ dày có lâu mới nổi, dạ dày vẫn chìm. Cho nên là ăn uống ấy, tao tinh lắm. Thật. Cứ con nào dâu dài là... dâu tôm riêng ăn tôm là cứ con nào dâu dài là gấp dâu không thành gấp tôm đấy, là nên đi xì là tôm to đấy. Đấy, cả nhà đấy mình chia sẻ đấy, cả nhà xem có đúng không nha, comment để lại ở dưới. Còn mình gấp bát nòng non là có nước là mình gấp dâu thật sâu luôn là nó cái kịch ở dưới là toàn cuống họng sụp rồi là dạ dày nằm ở dưới nó như thế. Xin lỗi nàng đi. Thế thế đấy mà cứ nổi trên và miếng lòng non nó nổi, còn ở dưới nó toàn dạ dày. Cái cảnh ngon quá, có cái các em phá rồi này, cũng bắt được cả nhà. Ăn mạnh không ạ? Bụp mạnh không ạ? Ông sẵn ra làm ăn anh em sẵn được. Không cho mì chính à? Quên không cho hạt tiêu à? Cho rồi, em phá trước. Phá trước thì rồi, phá rồi. Ớt đấy xúc thật được vào ớt tỏi các kiểu có đầy hiểu đấy. Ngon, vừa nóng vừa ăn thì cho nó nóng à, mình phải bảo ăn tiết canh cho nó nóng. Tiết canh này mình đánh nước ấm, nước nóng thật đấy cả nhà. Khi đánh kiểu 50 nước nóng mà 50 tiết này gọi là 50-50 là nó sẽ không chín được đâu. Các vị cứ bảo là đánh vào nó chi tiết đấy, nhiều khi trên cái chỗ cậu trả lời đấy mình không thích trả lời nhiều, nó mệt, nó mất thời gian. Xem tự hiểu thôi. Tại sao người ta đánh được mà nó không lại chạm à? Ồ, hai anh em này chạm nhau riêng à? Không. Ôi này sao lại có cả chú Xuân ở đây nữa à? Ba chú cháu à? Thế mới đẻ luôn. Lên dự án lên là ăn gì thì ngon. Đấy, bàn đi, xong là thực hiện đi. Chưa gì, ăn xong tí về ngủ. Đấy, cả nhà nhìn thấy biển đánh tiết canh này rất đơn giản thôi. Đấy, sụp trắng phâu. Còn tiết canh lợn này bảo ai đánh như thế mà đây ngồi nhiều người còn đánh không, nó cũng đông, ai bảo nó không đông đâu nhưng mà nó không được rắn cân. Chia sẻ nhiều rồi, nói bình luận trả lời nhiều thì nó cũng nhọc. Nó mất thời gian. Cương cổ. Ngoái gì nào. Cho nên là gươm hâm pha điên này. Ba xìa là hết một bát. Tháo dai. Tăng cường gì quá vào. Người đó. Cái gì ông vừa bảo cái gì? Món ta là món gì? Nó cũng lộ đúng chứ, Việt Nam cho dễ hiểu với nhau này. Nổ 100.000 đấy. Bà nổ cái, do bà nổ tôi đưa cho bà 100.000, bà nổ đúng tiếng Việt Nam luôn nhỉ? Nổ tiếng, nếu mà tôi là phải 1 triệu. Nổ tiếng Việt Nam này, tôi cho bà 100.000. Bà hay. Ôi lần bà là kiếp con dao, ôi nổ. Mẹ giết mình cũng là. Đúng không anh?
mẹ nó dưỡng nó của mình quả này phun hốt phun hốt đau đầu lắm. Phút một tiếp bát nữa đi em ơi, tiếp bát nữa đi, còn thừa một bát là sáu bát cơ mà, đánh năm người đánh sáu bát cơ mà. Đấy, à đây rồi, đó có đây rồi, ngay trước mặt đây rồi, cái bát này của anh đây này, mất cãi này. Đấy, nữa cháu phá đây này, cục đây, ớt nhất đấy, ớt đây này, đây ớt đây này, chanh chứ nữa. Đông này rồi, sắn đũa rồi. Lấy đũa sắn này. Sắn đũa rồi. Anh lấy tay cầm tay à? Cầm tay ăn đấy cả nhà nha. Đấy. Ầm đấy. Xin mời cả nhà nha. Ui giời, nó trướng nhỉ? Kiểu không cốc. Ngài cũng là bên sụn. Đấy, mồm, chú Xuân chú bảo là mồm nhai tay nghe. Rất là cực. Ăn rất là cực. Đừng đánh cái cành mình cũng là do tay ấy nhỉ. Đấy, như anh em nhà mình ấy, mình cứ chia sẻ cả nhà, mình đánh cái cành là mình đánh chuẩn nhưng mà hãm tiết là mình lại kém, có cái ai hãm được là mình lại đánh được. Nó như thế. Hả thì anh gì? Vâng. Thế nhá. Còn anh đây. Quá. Mời về nhà ăn thích anh nhá. Ừ. Ui khổ rồi, ông chơi nửa bát à? Không hết được đâu, ui khổ. Ăn bánh đấy chứ, cả nhà nhìn nữa, ăn cái miếng trông như là bánh đúc. Đấy, ăn thế này thế, mồm nhai tai nghe cứ sột nhỉ. Kêu gục. Ừ, chú Quyền xem con chó ngồi góc nào nha, xương nhai cứ nó ra xương cứ cốc ở đâu. Hải này đến rồi Hải à? Phá đâu? Phá đâu? Nghe chú Xuân chú nhai thèm quá, các cháu không chịu nổi à? Kỳ nghỉ cũng chanh nhỉ? Cho ớt vào, có phải nhiều ớt vào không? Ớt chảy lắm. Ớt chanh hành tỏi đấy. Thầy đéo ăn được cơ. Úi dồi. Khực. Đấy, nhìn ông biển đánh đỉnh ngơ. Rồi nhà nhá. Dán cơm. Khực và luôn đi, nó đủ rồi đấy, rời hết ớt ra rồi. À khôn vết nhỉ, đấy ngon, không được thêm cái nào có tỏi rồi đấy, có hết đủ hết. Ở nhà nhìn thấy bát cái cành sao không có giọt nước luôn nhé. Khực à. Cái cành hôm nay là phát nẻ bắt chanh. Chanh. Đúng rồi, cho ít thôi, cho khẩu vị cho nhiều nó không nó chua. Này ngập nặng này còn cái gì nữa đây? Ơt à? Ơt là sản trường rồi. Ơt cho nửa một hạt rau tỏi vào. Ừ. Tỏi ăn chú rồi. Ăn. Nhai hả? Mời cả nhà nhá. Ừ. Mời cả nhà đấy. Mời công Hùng nhá. Cháu đang mời cả nhà đấy. Úi dồi. Cháu Xuân nó đang mời cả nhà. Dạ. Ầm là sướng. Cay. Nào lại keng đây, bây giờ lại keng với anh em chú cháu cái. Quyền đâu? Đang cực cực. Đang dọn cực, đang nhai cũng tẩn. Ôi giời ơi, sướng đấy, mình phải làm miếng lòng nót dạ. Nghiến răng. Dán dán. Ngon quá. Dán cơm. Nói nó to nè, sáng sớm là chưa được nạp đủ điện sao nó bởi nhẹ, nó khẽ đấy, nó to nè, nhai to, ăn to, nói lớn, đàn ông nó phải phùng má tận mắt đấy. Thơm lắm. Ngọt. Nó nghỉ mấy hôm? Nôn miếng này cả nhà nhá.
ba luôn. Nuôi được 2 hôm rưỡi thôi. Gì đây? Cháo cháo. Còn cả nhà. Cháo. Lại bắt cháo đổ hết lòng vào. Wow. Chú Quyền chú lại review cháo cho cả nhà xem nha. Chú ăn cháo lòng cho rồi xúc và ba bát làm gì, ăn cả một tô chứ nào. Rồi, mỗi người một gì. Cháo thì thiếu gì thì ăn cả xong cũng được, ăn đi. Ăn cả xong được. Thích cháo gì nữa. Cháo này ngọt lắm, anh ngon cũng ngon. Cháo ngọt đấy. Cháo ngon nhỉ, cháo. Mẹ sẽ. Nóng quá. Nóng quá, dám lên luôn. Cháu hút vùng quanh. Công nợ giả dần cháu hút vùng quanh. Các cụ bảo rồi. Cháu chín lưỡi đấy. Nóng quá. Hôm qua anh em cắt một chai, một cái chai thì nhiều nhỉ? Vâng. Phá đi bao nhiêu? Cả nhà nhá, mình chia sẻ này, lâu rồi đấy, cũng một vài bạn bảo là lâu rồi không ra quán Bà Tươi làm video. Nó chầu này vừa rồi là mình hay ở nhà làm, ở nhà cho nên cũng hạn chế ra ngoài này. Đấy, bây giờ hôm nay mình ra mình làm nha bạn nhá. Nếu mà xem video này bạn lại comment để lại cho mình nhá. Video nó có thời lượng, mình cũng xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip, mỗi lần xem cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn cả nhà clip sau. Chào các cả nhà ơi. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Dân nhậu. Ngon quá. Chào cả nhà, vẫn ngon quá. Hẹn cả nhà clip sau nha.